Quý vị thân mến, trong những ngày mưa gió như thế này thì câu cửa miệng của nhiều người thường là trời này mà có ô tô đi làm thì sướng phải biết. À, vâng, ai cũng nghĩ rằng là sắm được ô tô đồng nghĩa với việc là mưa không tới mặt và nắng thì cũng chẳng tới đầu và không phải lụp sụp trong những chiếc áo mưa để đi làm nữa. Thế nhưng với những người sở hữu xe ô tô lại phải tập làm quen với một nỗi lo khác, đó là nguy cơ hỏng xe khi mà đường ngập nước. Vâng, và sau cơn mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay thì nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, ở à, tình trạng này còn khiến cả trăm chiếc ô tô bị chết máy hư hỏng thiệt hại do ngập nước. Trong ngày hôm nay, các thành viên của diễn đàn chuyên về ô tô lớn nhất Việt Nam là ô tô otofan.net đã liên tục cập nhật hình ảnh hàng loạt ô tô bị chết máy vì ngập nước. Nhiều xe ô tô phải nằm lại giữa biển nước mênh mông do chủ xe không ước lượng được độ sâu của đoạn đường ngập, cố đi vào nên bị chết máy, trong đó có cả những chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng một số phương tiện khác thì gặp sự cố do được đậu trong hầm hoặc ở ven đường, ven sông từ đêm qua đến dạng sáng nay mưa lớn nước dâng cao ngập ngang thân xe, tràn cả vào cabin. Nhiều trường hợp thậm chí xe còn bị cuốn cả xuống hồ, xuống sông. do quá nhiều xe bị ngập nước hư hỏng nên các đơn vị cứu hộ giao thông làm việc không xuể, nhiều chủ xe phải đợi chờ vài tiếng đồng hồ mới đến lượt cứu hộ và sau khi những hình ảnh vừa rồi được chia sẻ trên diễn đàn ô tô thì phần lớn các thành viên khác đều vào chia buồn với các chủ xe bởi với tình trạng ngập nước ngang xe như thế này thì kiểu gì xe cũng sẽ bị hư hỏng và thiệt hại và nhẹ thì sẽ phải mang xe đến gara để tổng vệ sinh dọn dẹp lại nội thất xe và làm khô các chi tiết bên trong xe thì mới có thể đi được à còn nếu mà không biết cách xử lý và thấy xe chết máy thì sẽ bị cuống và cố tình để nổ xe thì có thể gây ra thủy kích và phá hỏng động cơ và lúc đó thì chi phí sửa là chắc chắn sẽ khiến cho chủ xe cảm thấy vô cùng là xót Vâng và thường thì sẽ tốn một khoảng vài chục triệu cho trường hợp nhẹ chi phí thay tay biên này đã cho đến vài trăm triệu nếu chẳng may thay cả cụm động cơ mới và toàn bộ hệ thống điện đặc biệt là đối với những dòng xe sang như là BMW hay là Mercedes mà chúng ta thấy vừa rồi thì chủ xe có thể phải bỏ ra số tiền tương đương với một phần ba giá trị ban đầu của xe để sửa chữa vâng và bên cạnh đó thì thủy kích cũng sẽ khiến cho cái giá trị của xe bị giảm đi và thông thường thì những xe đã bị thủy kích thì thường được à, ít được mua lại và cái giá sẽ còn khoảng tầm 70% so với những chiếc xe à, cùng loại. Và chính vì thế nên khi ra bán xe thì bên cạnh những cái thông tin như là xe chính chủ, nữ lái đi trong phố và không va quệt thì người ta cũng sẽ thường có thêm một cái dòng thông tin nữa là đảm bảo không ngâm nước hay là không bị thủy kích. À, là một người sử dụng ô tô thì không biết là chị à, thủy làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại của ô tô khi mà chẳng may bị à, dính nước. Vâng, tôi thì cũng chỉ lấy lời khuyên từ những chuyên gia thôi, à, những người có nhiều kinh nghiệm à, cho là nếu mà bắt buộc phải đi qua vùng ngập nước thì phải xác định độ ngập để biết được là mức độ có nguy hiểm hay không. Nếu quan sát thấy mức nước là quá hơn nửa bánh xe tầm 25 cm thì không nên liều lĩnh chạy qua. Và khi đó thì nước nhìn nông nhưng thực tế thì khi xe đối diện đi qua sẽ tạo ra sóng có thể tràn qua nắp capo và gây chết máy. Ngoài ra thì khi đang đi qua vùng khu vực ngập nước thì nên tắt điều hòa, nên mở hé cửa sổ, đi ở số thấp để máy khỏe hơn và nếu xe bị chết máy đột ngột giữa vùng ngập thì tuyệt đối không được khởi động lại mà nên rút chìa khóa điện, đẩy xe vào vị trí cao và gọi cứu hộ, sau đó thì nên ngồi chờ đợi. Vâng đó là những thông tin hết sức là hữu ích với tất cả chúng ta.